một bài là thiếu một đôi. Dạ, ok. Dạ, bài thiếu một đôi. Thiếu một đôi. Chúng là anh đang làm mặt. Đó. Anh sẽ hát một bài rất là dịu dàng, nhưng mà so với siêu đất thì vẫn không thể dịu dàng được. Biết làm sao được đây? Chính xác. Exactly. Các bạn trẻ bây giờ đa phần là nghe những cái thể loại pop ballad cái gì. Nhạc của chị Siêu là phải rock. Chị cũng có thể hát pop ballad mà. Nhưng mà mặc định người ta đã nghĩ chị là lúc nào cũng mạnh mẽ hết trơn, cũng đốt sân khấu hết trơn. Con Thu Hà đó, hồi nãy nó hát tự nhiên chuyển giọng hát nha, hát như em bé vậy đó. Chị hay tin gì chưa? Chưa. Người bạn đồng nghiệp của chị, nghệ sĩ Thanh Lam á, vừa đạt được nghệ sĩ nhân dân. Bây giờ chị Siêu về, chị Siêu tìm lại mười mấy cái huy chương vàng của chị Siêu đi, rồi em làm đơn cho. Em làm đơn em gửi cho phong danh hiệu chị. Nói chung là hình như là chị cũng có được rồi đó. Không, sĩ nhân dân đó. Mười mấy cái huy chương vàng của chị là dư sức luôn rồi. Tại vì cái quy định. Nhưng mà chị cũng là trong hội nghệ sĩ đó em. Dạ. Là bên phía miền Trung. Dạ. Là chị cũng đã có cái danh hiệu đó rồi. Chị là nghệ sĩ của nhân dân rồi đó. Yes. Nhưng mà tại vì chị nghĩ đơn giản là mình chỉ là ca sĩ thôi, đâu có hiến gì đâu. Đây là cống hiến hả? Ừ. Thì chỉ cống hiến cái nền âm nhạc cho thế hệ quần chúng nhân dân. So với người khác thì mình làm đâu có gì, nên chị nghĩ thôi, có cũng được mà không có cũng ok. Sao? Người càng đỉnh cao người ta càng khiêm tốn. Đúng. Khiêm tốn gì đâu. Chị lúc nào cũng vậy chứ, em có biết là chị lúc nào cũng vậy chứ, lúc nào cũng than hết trơn á, than mệt, than buồn ngủ, nhưng mà lên sân khấu tự nhiên cái mệt ngủ nó mất tiêu hết trơn. Lần nào cũng vậy, em đi theo chị thì em thấy rất là rõ ràng vậy luôn. Cho nên là em đừng có ngạc nhiên. Không, em không ngạc nhiên đó rồi. Sao mà chị than mệt, nhưng mà chị mệt thiệt luôn. Cái nhưng mà đây là đỡ rồi nè. Trời, chị cũng nằm lên. Mà từ khi hình như chị uống mấy cái cây rừng, lá rừng đó, tự nhiên cái là chị thấy chị khỏe kiểu kỳ lắm. Thì bây giờ chị bớt uống thuốc tây đó em. Ồ, sẵn cái câu chuyện này chị nói với khán giả luôn là có rất nhiều người hỏi là người ta biết chị bán chè dây rồi, nhưng mà ngoài những cái loại khác thì người ta hỏi là có phải thật chị Siêu bán hay không. Đó, đương nhiên là những cái gì mà chị Siêu nói hay là chị Siêu làm là của chị Siêu làm thật. Chính xác. Khi mà các bạn thấy Siêu Black Light Dream mà bán như vậy đúng mặt hàng đó, nhưng mà chỉ có bán những cái đồ của con Tum, nói tóm lại là Tây Nguyên. Đặc trưng riêng biệt thôi. Chứ ngoài ra là những cái khác là không có nha. Dạ đúng rồi. Còn mấy cái loại khác thì không có. Nói chung là trên con Tum có gì bạn, ví dụ cây cò mấu, mật ong rừng, chè dây. Nhưng mà tôi khi uống chè dây này em thấy không, nó chỉ ăn vậy nó, cái bụng, cái bao tử chị nó không có sôi. Ví dụ tới giờ này chị vẫn chưa ăn, nó vẫn bình thường, nó không bị ở chua. Nhưng hồi đó nha, là chị bây giờ là đang ở chua rồi đó. Bây giờ hết rồi. Ở chua là bị trào ngược dạ dày không? Trào ngược đó, nhiều lúc mình ăn không đúng giờ đó. Còn bây giờ là chị không có tình trạng đó nữa. Trời, cũng nhờ uống 4 tháng chè dày.
xong bây giờ chị uống ổ qua rừng. Ổ qua rừng là đắng dữ lắm luôn á. Đó, anh dạ. Chị được bóc có một nhúm vậy thôi mà đó, từ ngày qua bữa nay vẫn đắng. Vẫn đắng trong khẩu miệng luôn hả? Ừ, đồ uống nước nó vẫn đắng. Những cái cây cỏ dân gian chứ mà nếu mà xét ra nó nhiều cái bài học về chị được bá bệnh lắm luôn. Thì đó, cái buổi sáng là chị có huyết áp thì chị vẫn uống, tiểu đường chị vẫn uống. Nhưng mà không có lạm dụng như hồi đó là mình cứ liên tục mình uống. Có khi chị thấy chị khỏe chuẩn bị gì thì không uống. Nhưng mà bác sĩ nói là mình nên uống. Chị nhớ chị quay quảng cáo ở Hà Nội nè à, mà chị về cái là huyết áp chị 200, đường chị 100, đường 20 chấm, huyết áp 200 là bắt đầu người nó say sẩm. Mà chị tự đi xe tại vì nhà gần bệnh viện đó. Xong rồi chị đi đo, bác sĩ 1-2 bắt muốn nằm lại, không mà nằm ở đây nó bấn loạn nữa. Gần đây tôi cho cái về xin mãi rồi bắt đầu bác sĩ nó là phải đảm bảo này kia, đúng không? Cái bao mà tôi bị như thế nào tôi sẽ đi qua liền. Xong khi chị nằm chị nghỉ ngơi rồi xong chị có truyền nước. Thì từ khi mà truyền nước đó, chị truyền 2 bình mà chị khỏe, nó không, nó đỡ. Rồi sau đó cái tiếp đó bắt đầu đây là chị uống chè dây. Đang chia sẻ quá trình bá bệnh của chị đó hả? Ừ, đó, chị uống chè dây. Xong rồi cái tự nhiên dần. Cái mình thấy tự nhiên nó cải thiện á. Giống như là cái chè dây là nó cũng là giải độc cơ thể. Cho nên nó nhẹ nhàng lắm giờ. Mà cái đó dễ tìm không chị? Nó ở trong rừng băng đen em. Mà chỉ có rừng băng đen mới có thôi. Vì là cũng hàng độc, hàng hiếm. Hàng độc, hàng hiếm mà bà chị phải lên trên đó nha. Rồi từ cái làng lên trên đó là bao nhiêu 200 mấy chục cây nha. Rồi từ cái làng của họ đi vô rừng nữa, mà rừng nó như thế này nè, đó. Giống như họ đi quen á, họ đi quen rồi, họ đi chặt đi quen rồi, thì họ cảm thấy nó bình thường. Còn mình lâu lâu mình đi tới cái làng của họ là mình đã hết sức rồi, họ còn phải đi vô rừng nữa. Đó vậy đó. Cứ biết là chị bắt cái ghế chị ngồi á, cái clip nó 90.000 người xem rồi đó. Cái trend đó đó em. Chị bắt cái ghế chị ngồi đó 90.000 người xem. Nhưng mà mình đâu có một mẹ gì đó trời. Không phải. Tại vì chị cũng theo kiểu xu hướng của các bạn trẻ teen đó. Già không nên nết ha. Không có, nó vui mà. Cho đá núi.
đâu phải bơ. Biển khơi biết bao giờ.